Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh sách Nói Minh Triết. Một sự kiện trọng đại đã diễn ra vào chiều ngày 20 tháng 10 tại Phủ Chủ tịch, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, chính thức được thăng cấp bậc hàm đại tướng. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp của ông trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời là sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với năng lực lãnh đạo của vị tướng tài ba này. Buổi lễ trang trọng được chủ trì bởi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Cùng với Đại tướng Lương Tam Quang, hai đồng chí khác cũng vinh dự được thăng cấp bậc hàm, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được thăng cấp bậc hàm Đại tướng, và Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng. Tham dự buổi lễ có nhiều ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng ba đồng chí vinh dự được thăng cấp bậc hàm quân hàm đại tướng, thượng tướng. Ông khẳng định đây là sự tin tưởng, quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng vũ trang, đồng thời cũng là sự ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của mỗi đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển quân đội, công an, cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các đồng chí được thăng cấp bậc hàm quân hàm đại tướng, thượng tướng hôm nay là những sĩ quan ưu tú được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng trao giữ các cương vị trọng trách quan trọng cho lãnh đạo, chỉ huy lực lượng quân đội, công an, đã lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh. Ông Tô Lâm cũng khẳng định rằng, trước những yêu cầu của tình hình mới và để đáp ứng sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, nhân dân và lực lượng vũ trang, các đồng chí được thăng cấp bậc hàm quân hàm cần phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân anh hùng, giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ, người làm tướng phải chí dũng nhân tín, liêm, trung, để luôn xứng đáng là người chỉ huy tài năng, mẫu mực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí cần tiếp tục tham mưu cho Đảng, Nhà nước và theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cấp, các ngành, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa 13 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Mặt khác, cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy các cấp ủy Đảng, các đơn vị trong Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cũng như thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng tổ chức, lực lượng quân đội, công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có sức mạnh tổng hợp, sức chiến đấu ngày càng cao. Cùng với đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý phải thường xuyên chăm lo giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng vũ trang, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và phẩm chất đạo đức, ra sức học tập, nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt, phát huy bản chất cách mạng, truyền thống của lực lượng vũ trang, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu các đồng chí tiếp tục nghiên cứu chiến lược, chú trọng đổi mới tư duy, phương pháp công tác lãnh đạo, chỉ huy. Chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tự báo, tham mưu đề xuất kịp thời, đề ra những phương án giải quyết các tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh. Phối hợp chặt chẽ các lực lượng, xây dựng nên quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, tạo dựng môi trường hòa bình ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Thay mặt ba đồng chí được thăng cấp bậc hàm quân hàm lần này, Đại tướng Lương Tam Quang gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đối với sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, nhân dân
các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và Đoàn thể Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, cấp ủy, chính quyền nhân dân các địa phương, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân, quân đội nhân dân đã quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ để các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đại tướng Lương Tam Quang hứa tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng, nhà nước, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân lên trên hết, khắc ghi và thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo làm tướng, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Tiểu sử Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, sinh ngày 17 tháng 10 năm 1965, quê quán Hưng Yên, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn cử nhân luật an ninh, chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an. Quá trình công tác: từ tháng 11 năm 1983 đến tháng 8 năm 1985, học viên trường An ninh 4. Từ tháng 9 năm 1985 đến tháng 10 năm 1989, cán bộ Cục Chính sách Ngoại tuyến, Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an. Tháng 11 năm 1989 đến tháng 8 năm 1994, học viên Đại học An ninh Nhân dân, nay là Học viện An ninh Nhân dân. Từ tháng 9 năm 1994 đến tháng 4 năm 1996, cán bộ Cục Trinh sát Ngoại tuyến, Tổng cục An ninh, Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an. Từ tháng 5 năm 1996 đến tháng 9 năm 2006, cán bộ Cục An ninh Kinh tế, Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Từ tháng 10 năm 2006 đến tháng 3 năm 2009, Phó trưởng phòng, Cục An ninh Kinh tế, Tổng cục An ninh, Bộ Công an, trưởng phụ tá lãnh đạo Bộ Công an. Từ tháng 3 năm 2009 đến tháng 12 năm 2009, Phó cục trưởng, thư ký lãnh đạo Bộ Công an. Từ tháng 12 năm 2009 đến tháng 7 năm 2010, Phó cục trưởng, Cục An ninh Kinh tế Tổng hợp, Tổng cục An ninh 2, Bộ Công an. Từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 9 năm 2017, Cục trưởng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an. Tháng 11 năm 2014, được thăng quân hàm Thiếu tướng. Từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 8 năm 2019, Chánh Văn phòng Bộ Công an. Tháng 1 năm 2019, được thăng quân hàm Trung tướng. Từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 6 năm 2024, Thứ trưởng Bộ Công an, được bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an. Tháng 5 năm 2020, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Tháng 1 năm 2021, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Tháng 1 năm 2022, được thăng quân hàm Thượng tướng. Ngày 6 tháng 6 năm 2024, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 phê chuẩn chức Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ năm 2021 đến 2026. Chủ tịch nước Tô Lâm bàn giao chức năng nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Công an. Ngày 11 tháng 6 tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức hội nghị bàn giao công tác theo chức năng nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Công an giữa Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước và Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Thượng tướng Lương Tam Quang đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an, khẳng định điều này thể hiện sự tin tưởng, quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân, sự ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp, cống hiến của Thượng tướng Lương Tam Quang trên lĩnh vực công tác được giao phụ trách những năm qua. Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong gần hai nhiệm kỳ giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, ông đã cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng, ghi nhận, đánh giá cao. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thời gian tới, lực lượng công an nhân dân tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh, trật tự, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ,
đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại của đất nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, tiếp tục thực hiện tốt vai trò tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác công an, tiếp tục mở rộng công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự, tham gia hiệu quả các hoạt động giữ gìn hòa bình, xứng đáng là lực lượng đi trước, mở đường. Cùng với đó, chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, trọng tâm là hoàn thành các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Thượng tướng Lương Tam Quang bày tỏ niềm vinh dự khi nhận nhiệm vụ Bộ trưởng từ Chủ tịch nước Tô Lâm và hứa với Chủ tịch nước sẽ phối hợp chặt chẽ với các thành viên trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, các lãnh đạo chủ chốt và toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân tiếp tục không ngừng nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đề cao trách nhiệm, nêu gương, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng, hết sức vì sự nghiệp chung, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó, kế tục xứng đáng truyền thống vẻ vang mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân đã dày công xây dựng, bồi đắp. Ngay sau buổi bàn giao, Bộ trưởng Lương Tam Quang sẽ khẩn trương chỉ đạo cấp bách công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân, tiếp nối những tư tưởng, những chỉ đạo, những công việc mà Chủ tịch nước đang lãnh đạo, chỉ đạo, với mục tiêu thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, trước hết là nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Công an Trung ương lần thứ 7.